ngày mới thật nhiều sức khỏe cả nhà. Cả nhà bữa nay mình đi đi coi cá dưới biển á cả nhà, đi đi ăn cầu Bảo Tiền mình quay. Cầu đi dài lắm. Cầu này dài lắm nha cả nhà. Cầu Bảo Tiền. Đi xa lắm á cả nhà, đi tới 150 cây số ạ. 150 cây số mới tới là cả nhà. Tiếng gửi đồng hồ mới tới chỗ kho cá. Chào cả nhà. Chào cả nhà, buổi sáng nha. Buổi mấy dặn với đi cháu nó đi si lai. Đó các bạn là cá mập. Bây giờ mình đi vô cửa cả nhà. Rồi đi vô cổng cho cả nhà xem cả nhà ơi. Cá ngựa cái nhà mà nó dòm thấy giống cái cây luôn à. Đó cá ngựa lội luôn nè. Đó là cá ngựa đó. Giống cái cây luôn nè. Này cũng cá ngựa cả nhà, cá ngựa đó. Đó. Nó lội 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 ở dưới đó cả nhà. Đó, cá ngựa đó, cá ngựa đó. Đó đó. Nó lội thấy đẹp không cả nhà? Ừ, đây cũng có ngựa nữa đó. Nè. Nó lội ra. Mỗi con mỗi khác kiểu cả nhà ơi. Chứ nó không có giống nhau cả nhà. Cái này không biết con gì nữa. Con này mình không biết con gì cả nhà. Nó nằm sát với đá mình không biết con gì á. Yeah. Wow. Nó nằm sát dưới đá không à? Có con cá nữa ở trên nè. Có mấy con cá nhỏ nữa ở trên đó. Ok, mình vô. Cái này mình đi vô đường hầm đó cái nè. Đây nè, các con không à cả nhà. Các con nó ở dưới đá. Cá nhỏ nhỏ không à. Wow, con cá gì đẹp vậy? Cá đẹp hết sức không? Đó. Quá đẹp luôn nè cả nhà. Cá đẹp ghê không? Ừ. Con nó chung vô trong cái nhà của nó kìa.
cá này, cá cá gì? Cá mặn bò này. Cá mặn ớt. Quá đẹp luôn á. Con cá nó lội rồi, đẹp quá, cá đẹp quá. Tôm lội, tôm đeo cây. Giống như một bay bug á, đó, hai cây, hai con kìa. Ồ, nó bự rồi, trong đó bự dữ rồi. Đẹp quá cái này, cá đẹp quá. Đẹp rồi cả nhà ơi. Đó, cá chim rồi, cá chim rồi cả nhà. Chim đen nè. Đó, cá chim đen đó. Ừ. Còn cá cả cá Nemo trong này nữa nè. Có con tôm nữa kìa cả nhà. Đó, con tôm á. Ở đó đỏ nó chung ở dưới cạc đá đó. Đi dâu với con trai cả nhà, hai thằng trai hai dâu, ba đứa cháu nội, ba đứa cháu ngoại. Mắt mình cục ngầu bú quá trời bự luôn rồi đó.
Wow. Wow, cá đuôi. Quá trình luôn. Đẹp quá. Wow. Cá đuôi nữa nè. Quá trời luôn. Đó, cá chà bẻo đó cả nhà. Đó, nó có bông á. Đó. Đó. Giống chiếc máy bay không? Quá trời, nguyên một bầy cá cam nè. Quá chừng luôn. Con cá mập nữa. Đó, cá mập loại trên trong đó. Cá đẹp quá hả cả nhà ơi. Quá trời, cái hồ đẹp ghê vậy nha. Cá hồ nó lội cả nhà. Đó, anh nó là đuối nó lội kìa. Wow, cá đuối đó, đó, đó. Vô trong này nó hơi tối ha cả nhà. Hơi tối mà mình thấy không rõ. Đó, này cá nhỏ không à cả nhà ơi. Cá nhỏ còn mình không biết kêu bằng cá gì nữa, nó có cái wow. Mình hết biết rồi. Nó có cái cục gùn ở trên đầu nhọn nhọn đó cả nhà. Không biết cá gì nữa. Subscribe and like. Cá bồng nè cả nhà, nó vùi dưới đó cả nhà. Đó, nó vùi dưới cát đó. Bự quá trời, nó vùi dưới, nó nằm dưới đó. Đó, nó vùi đó. Hai ba con luôn. Nó vùi bên đó mà lú cái đuôi bên đây luôn đó cả nhà. Đó, cá kìa. Bự hết tới rồi. Wow, cá đuối á. Cá đuối nha cả nhà, cá đuối. À, cá đuối. Nhọn nhọn ngộ quá cả nhà nữa.
Mình không biết kêu cái gì. Cái này thì cá hăm. Cá mú bự thế này. Cá này cá gì á nghe cả nhà. Cá gì đấy? Cá chê hả? Chê, gia vị cả. Cá chê không nước mắm? Dạ, gia vị cả. Cá gì kìa? Đó. Cá chê. Cái con này có bán nuôi á. Dạ, cá này mà nó vô lọc mình hoài. Không có mỏ nào. Có đếm. Tốt kìa. Ok. Lăng huyết nghe cả nhà. Cá này cá lăng huyết nè. Nó bự nè. Cá lăng huyết nè cha. Bự ghê không? Lăng fish. Lăng huyết. Lăng huyết. Có gì em? Không. Cốc hả? Đây nè. Cốc. Cái này con chằn heo cả nhà. Chằn heo. Nó nuôi đủ con hết á. Chằn heo màu xanh đó. Con cóc là màu xanh xám. Đây nè, con chằn heo đó cả nhà. Green tree frog, is it? Yes, tree frog. What is it? What do you want there? Oh! Get out, get out. Get out. Leah, you see the lizard? See the tail? Under the light. It's so cute. Wow. Hai con. Hai siêu nè. Đó, nó lội qua mình nè. Đó. Siêu đó. Siêu cả nhà đó, nó lội
chiều lại qua đó. Đó. Wow. Quay đợi nó đi lại. It's gone. Nói chuyện cháu nội đó cả nhà. Đó. Wow. Đây là bà xui của mình cả nhà, dâu của mình. Cháu nội mình nè. Đó, này ông xã mình, này cháu ngoại, cháu nội. Đó con dâu của mình, hai đứa bên kia cũng cháu nội, còn đây con trai của mình. Trai. Đây cũng là con trai của mình nữa nghe cả nhà. Okay.
đẹp hơn nha. Đi lắp bê, ăn nhậu. Bây giờ đây một cái đoàn đi du lịch. Cả nhà biển, người ta tắm biển quá trời luôn cả nhà. Đó, người ta tắm biển thôi. Đó, tàu để đưa khách đi. Cả nhà coi tắm biển nè. Quá trời luôn. Người ta tắm biển không? Đó, chỗ buôn bán đồ ăn đó cả nhà, đây nè, xui da con cháu ngồi ăn đó cả nhà, ông xã mình nữa, ăn phở, ăn bánh mì thịt, ăn chip, ăn xong rồi ăn về cả nhà, ăn sushi, mấy đứa cháu nội cháu ngoại ăn sushi. Ngồi ăn. Mời cả nhà ăn cùng với mình, với con cháu mình nha. Ăn xong rồi cái mình về. Cái nhà cao tầng không ăn cả nhà. Đó. Một tay ông không ăn cả nhà. Biển ra ngoài đó có đảo. Ăn rồi có chỗ chơi nữa nè cả nhà, cho mấy đứa nít nó chơi. Cháu nội mình đó, cháu nội lai tây đó. Ở đây có shop người Việt nó bán phở à, phở gà. Mời cả nhà ăn phở cả nhà. Nội nó có giấy em nội. Có giấy à? Giấy à? Không có, không có. Ở nóng quá nè. Cơm. Đấy. Cơm. Cơm chào. Phở mời cả nhà, phở cả nhà. Phở gà, phở gà. Phở gà. Cơm. Ăn nó sáng vậy luôn. Which finger am I holding? Cha nội nó giữa, cha nội nó giữa tay cái này. Bye cái này, về đi về, bye ngay cái này.